Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Khuê Trung, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức ngày hội việc làm và tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động. Ngày hội thu hút sự tham gia của 10 trường cơ sở giáo dục tham gia tư vấn giáo dục nghề nghiệp và hơn 130 doanh nghiệp tuyển dụng các vị trí làm việc với nhiều hình thức như đăng ký nộp hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp, đăng ký thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Tổng số lao động cần tuyển của các doanh nghiệp tại phiên giao dịch là hơn 8.000 lao động. Cũng mong muốn rằng thành phố Đà Nẵng tạo được nhiều các cơ hội để mà có những cái ngày tập trung được các bạn lao động phổ thông cũng như là lao động có tay nghề để doanh nghiệp chúng tôi có thể những cái cơ hội để mà tuyển được những nhiều người có thể là lao động ở trong nước và đi nước ngoài để làm việc. Thì cũng rất mong muốn rằng thành phố Đà Nẵng cũng tạo được nhiều các cơ hội việc làm như thế này để thông qua doanh nghiệp chúng tôi làm cầu nối cho người lao động đến với các thị trường lao động có chất lượng. Ngày hội là nơi trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, đăng ký cung cấp thông tin về người tìm việc, việc tìm người, xuất khẩu lao động, tư vấn tuyển sinh về giáo dục nghề nghiệp, tư vấn về chính sách lao động, việc làm và học nghề. Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì mình cũng mong muốn để tìm được công việc mới phù hợp với mình cũng như để trang trải cuộc sống gia đình. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng, trong quý 1 năm 2022, đơn vị đã tư vấn cung cấp thông tin cho hơn 19.000 lượt người, trong đó tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 1.650 lượt người, tư vấn học nghề cho hơn 4.000 lượt người và tư vấn 13.655 lượt người về pháp luật lao động, bảo hiểm thất nghiệp.